Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City, thành phố rồng. Đây, và hiện tại mình đang cho like hai con với nhau và nó đã cho ra một cái quả trứng rồi. Ồ, rồng gì đây? Hình như đây là rồng mây màu trắng thì phải. Wow. Và bây giờ chúng ta tiếp tục và cho những con rồng like với nhau để kiếm ra rồng mới nha các bạn. Đây, mình sẽ cho cái con rồng huyền thoại để nó like với nhau nha các bạn. Cho cái con rồng nào đây? Cho con rồng hai sừng đi. Ok, rồng hai sừng sẽ yêu với con rồng mà. Đây, level 20. Hai con này nó yêu nhau, nó sẽ ra cái con gì nhỉ? Wow, bao nhiêu lâu đây? Ồ, 13 tiếng các bạn à. 13 tiếng sau chúng ta sẽ có rồng mới. Đây, và tiếp tục đi thu hoạch nào. Hiện tại cái advance vẫn còn. Và HNT đang cố gắng. Thôi là chúng ta phải cố gắng để có thể lấy được một cái chú rồng. Một cái con rồng mà mình rất là thích nó luôn. Đây, đó chính là cái chú này. Wow. Bước tiếp theo tốn 350 luôn. Wow, và bây giờ có lẽ là chúng ta phải chiến đấu đây. Đây, chúng ta sẽ lựa chọn một cái chú rồng để đi chiến đấu. Và như các bạn biết thì HNT rất là kết cái con rồng thần mộc Sitin rất là kết nó, nhưng mà mình sẽ không đem nó đi chiến đấu. Mình sẽ đem cái con rồng mà 4 đầu nha các bạn. Wow, xem nào, cuộc chiến bắt đầu. Ồ, rồng kho báu. Nó ôm nguyên một cái rương kho báu kìa các bạn à. Chúng ta sẽ xử cái con rồng kho báu này bằng cái chiêu mặt trời xem nào. Tấn công, sát thương gây ra sẽ là 9.007. Ồ, 9.768. Victory. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Còn ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy bấm đăng ký liền và ngay lập tức luôn. Wow, bây giờ chúng ta đi xem rồng nào. Đây có một cái con rồng cấp R cũng khá là dễ thương. Ồ, rồng này hình như mình có con rồng này luôn rồi đấy. Tiếp theo là tới cái chú gì đây? Wow, rồng này nó mang theo cái bóng đèn nữa. Nó vẽ hình ngôi sao luôn cơ. Ồ, và xuất hiện một cái anh bạn nào đó đưa tiền cho nó hay gì đấy. Xem nào, coi lại cái. Ồ, không phải đưa hàng, giống như shipper vậy. Giống như shipper vậy, giao cái gì cho anh đó và bắt đầu anh đó mới trả tiền lại cho người ta. À, con này mình có rồi, con này là cấp E. Wow, và con mà mình mong ước mình rất là kết con này, đó chính là con rồng cấp E này luôn. Nhìn nó rất là đẹp. Ồ, và bây giờ thì chúng ta gần tới đích rồi. Thôi, giờ phải đi kiếm thêm game mới được. Ồ, và bây giờ thì xem nào, chúng ta có thể đi đâu đây. Và hôm nay mình sẽ làm về sự trở lại của cái chú rồng khủng long nha các bạn. Có rất là nhiều anh em đề nghị mình hãy làm về cái chú rồng này. Đó, con rồng khủng long là một trong những cái con rồng rất là bá đạo. Mặc dù chỉ mới level 20 thôi, sức chiến đấu của chú ấy rất là kinh khủng nha các bạn. Và đó là con rồng cấp huyền thoại luôn. Action, trận chiến đầu tiên, chúng ta sẽ gặp ai đây? Wow, một cái chú rồng 4 đầu. Đây, mình sẽ cho rồng ok, rồng 4 đầu đấu với rồng 4 đầu luôn. Cuộc chiến bắt đầu. Cho nó nhân 2 cho nó quýnh hộ báo xíu nè. Tên bạn bắt đầu lùa lại và sát thương gây ra là 9.000. Ê, chúng ta tạo ra một cái sự khác biệt chút xíu là xài cái chiêu triệt chiêu đất đi. Chứ quánh có một chiêu hoài thì nhìn rất là chán đúng không nào. Còn nó là nó ỷ nó có một cái chiêu mạnh nhất cho nên nó đem ra nó quýnh hoài. Và lần này là cho rồng khủng long nha các bạn. Này, con rồng này mình đặt tên là khủng long vì nó nhìn giống y chang như con khủng long luôn ấy. Và chiêu mạnh nhất của chú ấy là game mouse. Ồ, 7.000 mấy. Không hạ gục được rồng 4 đầu. Chơi cái chiêu lửa xem nào. Ấy dạ dạ, lên đường nha bé. Và bây giờ là tem bạn đưa ra cái con rồng nham thạch rồi. Ồ, con rồng nham thạch này nó khá là mạnh. Đây giờ mình sẽ đổi đi. Mình cho cái con rồng 4 đầu Sitin của mình ra quánh cái. Đó, cho nó bắt xe nhẹ cái, sau đó là sẽ cho cái con rồng
khủng long. Cái chú rồng khủng long nhìn y như con khủng long vậy. À, cho tiệc chiêu nước đi, tắm rửa cho cái con nhện này. Yeah. Một em mà bây giờ là em nhện thứ hai luôn á. Oh my god, nó đẩy banh sát con rồng khủng long của mình rồi. Đúng là hại quá đi. Và dường như là cái con rồng mà, oh my god, con rồng mà bốn đầu của mình chiến không lại cái con rồng mà này rồi. Rồng bốn đầu mình hết máu rồi. Như các bạn đang thấy thì chúng ta đang đưa vô kinh công một anh đại, gọi là một cái con rồng mạnh nhất của team mình luôn. Xuyên giáp nào, 21.000. Yeah. Victory. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ đấu với ai đây? Không có cậu nào level 51. À, có một cậu đây rồi. Xem level 51 có những con rồng gì đây. Wow, rồng xe tăng các bạn à. Tem bạn này có 3 con rồng cấp huyền thoại luôn ấy. Wow, mình rất là kết con rồng xe tăng này luôn. Để nhìn nó rất là đẹp. À, tem bạn lần này có 3 con cấp huyền thoại và mấy con này khá là xinh luôn. À, mình chắc phải hốt bớt một em mới được. Với cái tình hình này chúng ta quýnh ẩu được không ta? Ô, quýnh ẩu được đấy các bạn. Vì tiệt chiêu rồng khủng long của chúng ta cũng được đam nữa nè. Rồng khủng long bung lụa 14.000. Wow, sức chiến đấu của rồng khủng long quá tuyệt vời. Ây à, 8.000, có 8.000 mấy thôi. Mình đủ sức, mình đủ sức để mình cân cái con rồng xe tăng này luôn đấy. Nó có đôi cánh nhìn rất là đẹp và bự luôn, khiến cho cái người nó cao hơn cả mình. Và tiếp theo là cái con rồng điện, chim điện các bạn ạ. Đây là một cái con dạng là chim quý hiếm. Đây, ở trên thì màu vàng, ở dưới thì màu xanh. Không biết là tại sao lại ở dưới là màu xanh vậy. Quất một phát nào, cái con rồng mình cũng màu vàng luôn đây. Ấy da, những con cấp huyền thoại đấu với nhau thật là siết tai đó chứ hả. Đẩy một phát nữa luôn coi nào. Tem bạn sẽ còn bao nhiêu máu đây? 10.000 máu ra đi. Ồ, còn 6.000 giờ là cái con rồng mà khủng long của mình có thể hạ được con này. Đây, cho các bạn xem. Rồng khủng long tấn công. Tuyệt chiêu game mau. Tuyệt chiêu mạnh nhất của rồng khủng long. 7.000. Yeah. Bây giờ là tem bạn chơi tới cái con cuối rồi. Trùm cuối xuất hiện. Ây dạ, một phát 120.000 đam. Đúng là trùm cuối có khác. Chỉ một chiêu thôi mà đã lấy đi hết lượng máu của rồng khủng long tem mình. Bây giờ là tới con rồng bốn đầu. Không biết là rồng bốn đầu có chịu nổi chiêu của con này không. Ây dạ, đúng là trùm cuối có khác. Nó đẩy luôn con rồng bốn đầu mình văng vách rồi. Không thể tin được các bạn à. Sức chiến đấu con này quá ghê. Nếu như mà mình không chấm dứt nó thì có lẽ là nó sẽ hốt mình. Tuyệt chiêu băng của con này được đam với mình luôn đấy. Mà nó mà ra tay đó là còn hai phát là vô kinh công lên đường luôn. Victory. Một trận thắng khá là hấp dẫn khi đấu với những anh đại ngang tài ngang sức. Tiếp theo là xem nào. Ồ, con này cấp huyền thoại chắc luôn. Wow, quá đẹp các bạn à. Đây, chúng ta sẽ chơi cái con này gọi là giảm máu nó xíu nào. Dám hỗn hỗn với anh hả bé? Mới vô nước quốc mình một phát một ba mười mấy ngàn máu của mình. Ây dạ, lại nữa hả? Cái tiệt chiêu băng 16.000 máu nó vừa ra đi luôn. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là mình cho cái con rồng đây. Đây là sự trở lại của rồng khủng long cấp huyền thoại nha các bạn. Hộ báo trường mẫu giáo nè bé. Yeah. Không chết, thiệt tình. Không thể tin được sức đam của mình như vậy mà cái con này nó không banh. Ở ngược lại nó quýnh mình một cái mình muốn banh luôn. Đây, phải cho rồng bốn đầu ra rồi, hết cách rồi. Biết như vậy là anh cho rồng bốn đầu ra trước. Wow, con này là con chó hay là con gì vậy? Có giống chó sói đó các bạn. Nó do là chắc nó là con chó đấy. Ok, chơi với con chó luôn. Có tiệt chiêu nào được đam không? Wow, tiệt chiêu của rồng khủng long được đam với chó luôn. Khủng long cắn nào.
Quá tuyệt vời. 15.000 chấm dứt ngay con chó tên bạn. Tiếp theo đó là tới cái con gì Spider-Man này, giống như siêu anh hùng vậy, người máy à. Wow, nó dập banh xác con lùn khủng long mình rồi. Và bây giờ là đồng 4 đầu ra chơi siết tay với con này luôn. Đây, ai sẽ là người bá đạo khu này? Năm con số 1 các bạn à. Một sự khởi đầu hoàn hảo. Và dường như nó quýnh mình không thấm cho lắm. Chứng tỏ là đồng 4 đầu mình vẫn còn rất là bá đạo mà chiều chỉ mới level 20. Yeah, chấm dứt ngay được cái con rồng robot tên bạn rồi. Victory. Wow. Đây, xem nào, chúng ta có thể đi thu hoạch ít vàng nữa đấy. Ok, và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy bấm đăng ký và mở thông báo kênh lên liền và ngay lập tức luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.